cách không xa trung tâm thành phố Thái Nguyên. Song dường như cái cốt cách của một làng quê thuần túy vẫn hiện diện ở đây. Vẫn là giếng nước, gốc đa. Có khác chỉ là những biệt thự nhỏ nhắn, lịch lãm đang mọc lên ngày càng nhiều ở nơi xóm làng yên tĩnh này. Gia đình chị Nguyễn Thị Dần là một trong số những hộ gia đình có đời sống kinh tế ngày càng khá giả của xóm. Thu nhập chính từ nghề nông, song gia đình chị đã biết kết hợp giữa nông và thương nghiệp để mang lại nguồn thu nhập ổn định. Gia đình tôi làm cái mô hình kinh tế này cách đây là 10 năm rồi. Thì nói chung là chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình và cũng có trồng trọt thêm. Gia đình chăn nuôi nuôi lợn nấu rượu. Một năm thì bỏ dư ra được khoảng vài 30 triệu. Xóm Trám có 130 hộ dân thì trên 70% số hộ có kinh tế khá giả trở lên. Với tư duy không chịu đói nghèo, xóm Trám đã tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước, của các chương trình dự án, sự ủng hộ của con em địa phương sinh sống mọi miền đất nước, đồng thời phát huy nội lực của nhân dân, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mạnh dạn thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển ngành nghề như cơ khí, vận tải, xay sát, dịch vụ vật tư nông nghiệp, dịch vụ ăn uống may mặc để tăng thu nhập. Đến nay, 100% số hộ có nhà xây kiên cố, các công trình phúc lợi như nhà văn hóa được nâng cấp và mở rộng. Hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất trị giá 1,2 tỷ đồng, phục vụ cho 100% diện tích tưới tiêu của địa phương. 100% đường làng ngõ xóm cũng như đường nội đồng được bê tông hóa trị giá gần 2 tỷ đồng. 100% các hộ có phương tiện đi lại bằng xe máy, trong đó có 15% số hộ có ô tô. Đời sống vật chất của nhân dân năm sau cao hơn năm trước. Đến năm 2014, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 20 triệu đồng một người một năm. Mọi người dân ở đây cũng rất ý thức được cái việc đấy là cố gắng làm sao thoát được cái phát triển được cái kinh tế cho nó thật vững mạnh. Cái điều đầu tiên là kinh tế của từng hộ gia đình vững mạnh thì tập thể xóm làng mới vững mạnh. Kinh tế ổn định là cơ sở để quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngay từ khi triển khai đã thực sự đi vào lòng dân. Các mô hình câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ 50 ba sạch, câu lạc bộ không sinh con thứ ba được thành lập và hoạt động ổn định. Công tác khuyến học khuyến tài được quan tâm, không có trẻ em thất học. Tệ nạn xã hội bị đẩy lùi, hương ước quy ước của làng được thực hiện tốt. Nét đẹp văn hóa Việt Nam nói chung và nét đẹp văn hóa làng quê nói riêng được khơi dậy và giữ gìn. Hàng năm, số hộ đạt gia đình văn hóa chiếm 96% trở lên, xóm giữ vững danh hiệu làng văn hóa cấp huyện 15 năm liên tục. Do làm tốt những cái công tác mà vận động tuyên truyền đối với nhân dân và cái nỗ lực phấn đấu của nhân dân, người ta thấy là cái cán bộ đã hết lòng vì dân thì dân không tiếc một cái gì để phấn đấu để giữ lấy cái thành quả mà nhân dân đã phấn đấu. Bởi vì tiền bạc thì nó có giá trị, nhưng nếu giá trị về tinh thần làng văn hóa thì không cái gì đổi được, mà không cái gì mua được. Phát huy thành tích của những năm qua, cán bộ và nhân dân xóm Trám quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác Hồ về thi đua yêu nước, tiếp tục thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cũng như các phong trào cuộc vận động khác nhằm xây dựng xóm làng ngày càng phát triển.